Hello, xin chào các bạn, mình là Jenny đến từ Cơ Sở 8. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn tâm sự, trải lòng một chút về những quan điểm, những suy nghĩ của mình. Bởi vì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn về vấn đề game fee và play to earn. Liệu thì trend này có đang còn hot hay không và đáng còn để đầu tư hay không tại thời điểm hiện tại. Thì bây giờ hãy cùng mình bắt đầu video nha. Giải thích một chút cho những bạn mới, game fee là gì thì game fee là viết tắt của game và finance, tức là những trò chơi kết hợp yếu tố tài chính, thì các bạn có thể đọc là game fee hoặc là game fi gì cũng được, mình thì mình đọc là game fee. Thì game fee là thuật ngữ dùng để chỉ những cái trò chơi trên blockchain mà có kết hợp với yếu tố tài chính, hay còn gọi là mô hình play to earn. Thì mô hình play to earn này tức là các bạn vừa chơi game mà các bạn có thể vừa kiếm tiền được đó. Thì lát nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái này, mình đi qua game fee một chút. Thì game fee nó xuất phát từ một dòng tweet của Andre Conte. Andre là người sáng lập ra Yearn Finance. Thì trên một dòng tweet trên Twitter thì ông đã viết như sau: "Tôi rất háo hức khi được thấy cơ chế gaming được áp dụng vào chính sách tiền tệ. Tiền đầu tư của bạn sẽ được sử dụng một cách hữu ích trong trò chơi DeFi này. Từ trước đến nay chúng ta cứ mắc kẹt của TradFi. TradFi tức là Traditional Finance, là tài chính truyền thống. Nhưng từ giờ chúng ta sẽ bước chân vào game fee." Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không nói quá sâu về những cái số liệu, những cái con số ở trên phân tích on-chain mà chứng minh là game fee, tại sao game fee đang là xu hướng, rồi game fee đang đứng ở đâu trên bảng xếp hạng, rồi vân vân. Thì những cái số liệu, những cái phân tích và research kết luận á, thì các bạn có thể xem trên những trang phân tích của Kairos và Cơ Sở 8, những cái báo cáo về thị trường game fee. Cái đấy mình sẽ không nói sâu trong video ngày hôm nay, chủ yếu là sẽ nói về những cái mà mình nhìn thấy trong thực tế tại thời điểm hiện tại và những trải nghiệm cá nhân của mình trong cái ngành game fee này. Ok, đầu tiên thì có rất là nhiều bạn hỏi là trong tất cả những game thì game nào là chơi được nhất, ổn áp nhất. Thì đối với bản thân mình đã trải nghiệm chắc cũng gần hơn 30 mấy, mình nghĩ là 20 mấy, 30 mấy game rồi á. Mình đọc tài liệu rồi mình trải nghiệm rồi mình chơi thử rồi mình nạp tiền vào, mình mua tất cả các kiểu. Thì mình vẫn thấy cá nhân của mình là Axie Infinity vẫn là game số 1 tại thời điểm hiện tại, kể cả nền kinh tế trong game, kể cả việc họ điều hành quản lý, kể cả việc trải nghiệm gameplay, rồi việc earn kiếm tiền ở trong game Axie, thì mình thấy mọi thứ đang rất là ổn với mình tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên chỉ có một cái trở thành rào cản đối với hầu hết các bạn mà muốn chơi Axie, đó là về phần vốn, đó là về phần khi mà build team Axie thì vốn nó khá là nhiều thôi. Thì đấy, mình cảm thấy Axie vẫn là đứng ở vị trí số 1. Và cho những bạn nào mới mà muốn chơi thử một cái game NFT blockchain nào đấy, thì lúc nào mình cũng highly recommend đó là chơi Axie Infinity đi. Ok, thì cái video này không phải là PR cho Axie mà là trải nghiệm cá nhân của mình. Đó cũng là lý do vì sao mình đã làm một loạt các video để hướng dẫn về Axie, các bạn xem trên Cơ Sở 8 TV nhé. Thứ hai nữa là mình cảm thấy một cái xu hướng đang diễn ra tại thời điểm hiện tại. Nếu như mà quay trở lại một chút, trong năm ngoái ai cũng làm về DeFi đúng không? Người người nhà nhà ai cũng làm về DeFi, dự án DeFi. Và đến đầu năm 2021 thì nhà nhà và người người ai cũng có thể trở thành một ventures, ai cũng có thể mở quỹ, mở ventures hết. Thì đến bây giờ mình nghĩ là ai cũng có thể trở thành một, ai cũng có thể làm một cái dự án game cả. Mình thấy đi đâu cũng có dự án game. Và kể cả những bên mà làm game và truyền thống á, mình đã nói chuyện rất nhiều với những bên mà làm game truyền thống, họ cũng bắt đầu nhảy sang mạng blockchain gaming luôn. Và những người dev ở game truyền thống họ cũng nhảy sang làm dev NFT blockchain game luôn. Và cái thứ hai nữa là tới bây giờ nha, tới thời điểm hiện tại đang bắt đầu nhen nhóm. Mình nghĩ là sắp tới sẽ còn phát triển rất mạnh, nhưng mà bây giờ là mới nhen nhóm, là ai cũng có thể làm guild. Các bạn biết guild là cái gì đúng không? Lát nữa tầm cuối video ấy, mình sẽ có một cái thông báo rất là quan trọng thì mình sẽ giải thích thêm về cái này ha. Rồi thì đấy là xu hướng tại thời điểm hiện tại, thì mình thấy là ai cũng làm dự án game, nhất là tại Việt Nam nha, và ai cũng làm guild cả. Với cái thứ ba nữa là về quỹ đầu tư, các bạn để ý những cái portfolio của những quỹ đầu tư ấy, quỹ đầu tư Việt Nam và cả quỹ đầu tư quốc tế, thì họ đang khá là có xu hướng đầu tư nhiều vào những dự án game. Cái này thì các bạn có thể xem ở trên một cái kênh, đó là ICO Analytics á. Thì ở trên kênh đấy nó sẽ công bố những cái dự án game được back bởi những quỹ lớn nào, rồi đó, nói chung là về phần backer, về phần gọi là những nhà đầu tư, những quỹ đầu tư ấy, thì các bạn lên ICO Analytics các bạn có thể thấy là những dự án game hiện nay đang khá là được ưa chuộng và những quỹ đầu tư họ rất là thịnh đầu tư về blockchain game. Với một cái nữa về tình hình thực tế, đó là trải nghiệm cá nhân của mình. Xung quanh mình ấy, bạn bè của mình từ hồi cấp 3, cấp 2, những người mà
không có liên lạc rất là lâu rồi. Nhưng mà kể từ khi mà Axie nổi lên ấy, thì bắt đầu họ mới xem video của mình, xong rồi họ liên hệ mình, bởi vì họ muốn chơi, họ muốn thử trải nghiệm. Bản thân họ cũng là một người không biết nhiều về crypto, không biết nhiều về blockchain, nhưng mà cái sự mass adoption ấy, nó được gọi là sự tiếp cận. Sự tiếp cận này nó giống như là một cuộc cách mạng vậy đó mọi người. Nếu như mà nói về NFT đi hay là về DeFi đi, thì mình thấy cái sự tiếp cận nó vẫn còn đang rất là hạn chế. Bởi vì ví dụ như DeFi chẳng hạn, thì nó đòi hỏi người ta phải set up ví, phải thành thạo những cái tác vụ liên quan đến DeFi. Những người mà để làm quen với Binance hay là FTX cũng qua sang DeFi là cũng lớn ngớ nha. Hoặc là ví dụ về NFT đi, NFT đối với những người bên Tây á, thì họ chuộng khá là nhiều, bởi vì họ có thói quen đó là sưu tầm. Nhưng mà đối với Việt Nam thì không. Cho nên cái game á, nó trúng vào cái tâm lý của thị trường Việt Nam cũng như là về châu Á, Đông Nam Á nói chung á, là họ rất là chuộng game. Bởi vậy mình thấy game phi nó giống như là một cuộc cách mạng hóa. Những người mà không biết về crypto, về blockchain vẫn có thể tham gia game NFT được. Bằng chứng là những người bạn mình, họ vẫn có thể kiếm tiền, họ vẫn có thể chơi game được và họ kiếm tiền được. Với cái thứ ba nữa là thêm nữa là mình thấy có một cái rất là hay, đó là giúp đỡ người dân Việt Nam mình trong mùa dịch, đại dịch Covid. Trong đại dịch Covid á, thì mình thấy một cái tình trạng là tất nhiên người người ở nhà, người người thất nghiệp, không có việc gì làm, và thời gian mà để lướt TikTok, thời gian để lướt Facebook rồi làm những cái công việc khác, nó không mang lại thu nhập cho họ. Cho nên là họ đã tìm đến một cái kênh đầu tư. Mà đối với kênh đầu tư thì không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua coin, đúng không? Để mua bán giao dịch coin này kia, đúng không? Nhưng mà đối với game thì có những cái guild, như mình nói là cái guild ấy, cái guild họ sẽ hỗ trợ. Tức là bạn không cần bỏ vốn, mà bạn chỉ cần bỏ thời gian và công sức thôi. Bạn chơi game xong rồi bạn sẽ nhận tiền mỗi tháng. Nó cũng là một cái rất là hay để giúp đỡ về kinh tế và tài chính cho những người dân khó khăn về mùa dịch này. Mình có biết một người bạn, một gia đình của một người bạn của mình, đó là hai vợ chồng đã cũng 30-40 tuổi rồi, nói chung là trung niên rồi, và có hai đứa con rồi, là hai vợ chồng cứ nói chung là cứ chơi game suốt á, cứ chơi game Axie suốt á. Nhưng mà chơi là kiếm được tiền nha, một tháng kiếm được hai vợ chồng là 4 account là cũng được nhiều phết á. Các bạn cứ tính trung bình mỗi account là một tháng trung bình 8-10 triệu đi. Tầm 8-10 triệu á, thì nói chung là tổng lại cũng khá là nhiều tiền á. Còn đối với những bạn học sinh sinh viên thì mình cũng có hai đứa em, một đứa học lớp 9, một đứa học lớp 11, thì mình cũng hỗ trợ nó cách chơi game như thế nào, rồi vốn ban đầu như thế nào, thì đến bây giờ nó đã kiếm được lợi thu nhập hàng tháng từ việc chơi game, và nói chung là cũng cân bằng việc học nữa, bởi vì nó bảo với mình là nó chơi một ngày có 30-40 phút thôi là đã xong rồi. Thì mình thấy khoảng thời gian đấy nó cũng khá là ok, có thể là sắp xếp được đối với một học sinh sinh viên. Thì mình làm clip này không phải ở đây là mình PR Axie hay là mình quảng cáo gì hết, mình không nhận một đồng nào từ Axie, hay là mình cũng không có động cơ gì để quảng cáo cho họ hết. Mà chẳng qua là Axie Infinity là cái game top 1 trong cái ngành game phi này, cho nên mình muốn lấy họ làm một ví dụ. Và những cái case, những cái người xung quanh mình á, thì họ đều có được thu nhập và họ đều tốt lên rất là nhiều khi mà họ biết đến cái ngành game phi này, và họ cũng tìm hiểu thêm về blockchain, về token coin này kia. Đó, mình nói chung là nói ra đây để các bạn hiểu là game phi nó là một cái mà nó đã mang được cái sự tiếp nhận mass adoption đến rất nhiều người, độ tuổi khác nhau, sinh viên, học sinh, rồi người trung niên có, người có gia đình có, rồi những người trẻ như mình cũng có. Thì đó là một cái rất là hay của ngành game phi mà mình nghĩ là, như mình nói, là một sự cách mạng luôn á. Tiếp theo nữa đó là minh chứng rõ hơn cho cái việc khi mà xã hội có những định kiến như là game thủ suốt ngày chỉ chăm chăm vào chơi game, nói chung là không có làm được gì cho đời ấy, những người sẽ có định kiến như thế. Nhưng mà đối với mình cũng như là đối với những gọi là những trường hợp thực tế, như bây giờ bạn thấy game thủ là một ngành rất là giàu, mang lại thu nhập tốt, và streamer nữa. Nhắc đến streamer thì mình cũng có nhắc đến một chút. Ví dụ như hồi trước mình có livestream ở trên Co68 TV, thì được anh Rip113 comment, anh nói là anh cũng đang chơi Axie và cũng thấy khá là vui. Thì mình cũng hơi bất ngờ vì anh Rip113 là một streamer rất là nổi tiếng. Thêm nữa là dạo gần đây mình thấy có anh Virus đã hợp tác với lại Radar, với lại Heroes and Empires, cũng là một NFT game. Thì những người như là anh Rip113, anh Virus rất là nổi tiếng. Thì mình cũng đang suy nghĩ là liệu sau này những người streamer nổi tiếng như là anh Đỗ Missy, thầy Ốc Ba hay là chị Miss Thi có
Không biết là sau này có khi nào mà họ cũng stream về game NFT không thì cái đấy mình cũng chưa biết được. Nhưng mà mình thấy những streamer nổi tiếng là bắt đầu đang có động thái là tìm hiểu về game NFT. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi qua câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều từ các bạn, đó là có nên đầu tư vào NFT gaming không? Thì mình sẽ chia thành hai ý. Ý thứ nhất là có nên đầu tư mà tạo account, build team và mua pet để chơi game không? Ý thứ hai là đầu tư coin, đầu tư token của dự án đấy thôi. Thì mình sẽ đi qua cái ý token trước. Ở trên màn hình thì mình sẽ cho các bạn xem cái infographic được thực hiện bởi Kairos Ventures. Đây là cái performance, tức là ROI của những dự án mà đã IEO hoặc là IDO ở trong tháng 9 năm 2021. Thì các bạn có thể thấy là ROI khá là cao đúng không? ATH ROI là màu xanh nha, còn màu đỏ là ROI hiện tại tính đến ngày 20 tháng 9. Thì ATH ROI các bạn có thể thấy là Star Atlas này khá là cao này, rất rất cao. Game Fee này, Structure, Titan Arena, Monster Infinity, Monster Clan đều là những dự án game. Và những dự án game theo mình thấy tại thời điểm hiện tại thì hầu như là IDO và IEO đều có cái ROI, ROI rất là cao. Cho nên nếu mà hỏi là có nên đầu tư vào IDO những dự án game không thì mình nghĩ là bạn nên tìm hiểu dự án đó kỹ. Nếu mà dự án đấy có backer tốt, có đội ngũ support marketing tốt, có một cái team và một cái idea tốt thì mình nghĩ bạn nên đầu tư, bởi vì ROI hiện tại thì rất là cao. Tiếp theo nữa là các bạn hỏi là có nên đầu tư vào những dự án như là build team á. Cái ý thứ hai á, là mua acc, mua pet để chơi game NFT không, thì cái này các bạn phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vì sao? Bởi vì có rất rất nhiều con mà đã bay màu. Bạn biết rồi, cái này mình không tiện nói tên dự án đấy ra, nhưng mà có rất nhiều dự án làm game, làm kiểu ăn sổi là launching xong, launching token xong, xong rồi cho người ta mua pet, mua acc xong, xong rồi được chắc một tuần, hai tuần đó là thôi luôn, là dẹp luôn, là không có làm game nữa. Và đối với những người mà vào sớm á, thì ăn được lợi nhuận rất là cao. Bởi vì vào sớm thì mua được pet giá rẻ, xong rồi họ sẽ cho pet đi đánh nhau, xong rồi tạo ra được cái nguồn lợi nhuận lớn. Còn đối với những bạn mà vào sau á, thì lại bị một là kẹt tiền trong đấy, hai là mua pet với giá rất là cao, xong rồi bạn nó không có lợi nhuận nhiều. Hoặc là đối với những bạn mà kiểu chưa kịp làm gì hết là để game nó lại bay luôn. Thì cái này là bạn phải rất là cẩn thận phân biệt được những game nào mà lâu dài, những game nào mà chỉ làm ra để ăn sổi thôi á. Thì đấy, các bạn phải nói chung là rất là kỹ phần này nha, bởi vì rất là nhiều game đã như vậy rồi. Ok, trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mình sẽ điểm qua cho các bạn hai tin. Tin thứ nhất thì chắc bạn nào mà có theo dõi Cybone thì cũng biết là mình cũng là một trong những thành viên đã xây dựng nên dự án Cybone. Thì bạn nào mà chưa biết thì dự án Cybone là một dự án game NFT, nhưng mà thuộc cái concept là liên quan đến bóng đá và game, đó là game thẻ bài, play cards á. Thì bạn nào mà có quan tâm, chúng ta có thể join vào Discord, Twitter cũng như là cộng đồng Telegram của Cybone để tìm hiểu thêm về dự án này. Sắp tới thì tụi mình sẽ launching một số cái event rất là lớn, cho nên bạn nào mà quan tâm đến game NFT, một cái game uy tín, chất lượng thì bạn có thể sa vào Cybone nhé. Thông báo thứ hai đó là Coin98, Coin68 và Kairos Ventures để hợp tác với nhau để cho ra mắt một cái blockchain gaming guild lớn nhất Việt Nam. Blockchain gaming guild này có tên là Asian 8. Thì chắc là có một số bạn đã biết về cái sự ra mắt này rồi đúng không? Asian 8 thì mình sẽ để link Telegram, Twitter cũng như là Discord ở bên dưới để các bạn có thể tham gia và theo dõi nha. Thì Asian 8 cũng như là blockchain gaming guild là gì? Cái guild này là gì? Lúc này mình có nhắc ở trên là mình sẽ giải thích đúng không? Thì guild nó giống như một cái hội, một cái liên minh, một cái hội mà ở đó họ sẽ tài trợ, họ sẽ cung cấp, trao những cái phần scholarship, tiếng Việt được gọi là những cái học bổng cho những bạn nào mà chúng ta không có điều kiện để build một cái acc game ngay từ đầu. Bởi vì một cái account game á, nó sẽ tốn rất là nhiều tiền, có thể là từ 900 đô, 1.000 đô đến 1.200 đến 1.500 đô, 1.800 đô. Thì đấy là một số tiền khá là lớn. Sẽ có những bạn mà không có thể cover được cái phần đấy, thì guild người ta sẽ đứng ra, người ta hỗ trợ hết từ A đến Z, set up acc cho bạn, tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ của bạn là chỉ cần nhận cái account game đấy và các bạn chơi. Đó, thì chơi game xong họ sẽ trả lương, trả thưởng cho bạn dựa vào những cái performance, dựa vào những cái kết quả mà bạn đã chơi ra từ cái account đấy. Nói chung là một người thì bỏ tiền, một người thì bỏ công á, kiểu như thế. Để chỉ cho dễ hiểu ha. Thì cái blockchain gaming guild này, cái Asian 8 này, tụi mình vừa mới mở ra vào ngày 25 tháng 9.
Rồi, trong video ngày hôm nay thì mình hy vọng mình đã giải đáp thắc mắc của những bạn nào hỏi về game fee là gì, game fee có triển vọng phát triển sắp tới không, NFT play to earn là gì, cụ thể là có nên đầu tư vào những dự án play to earn không, vân vân. Thì hy vọng là mình đã cover được hết những ý trên, cũng như là mình chia sẻ những cái góc nhìn và những cái trường hợp thực tế. Nói chung là không có cái gì mà mình bịa đặt hay là mình nói dối hết. Có sao thì mình nói vậy. Các bạn có thể thấy đúng hoặc là không đúng, nhưng mà đó là quan điểm cá nhân của mình. Còn các bạn suy nghĩ như thế nào thì có thể comment ở bên dưới ha. Mình sẽ cùng trao đổi ý kiến, cũng là đọc hết comment của các bạn bên dưới. Rồi, ok, bạn nào quan tâm thì có thể tham gia vào Cybone cũng như là ActionX và các link mà mình để ở social media ở bên dưới ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt trong mùa dịch này, và chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mùa dịch này nhé. Okay, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye.